Đây thành quả của mấy anh em xôi chuột buổi tối nè cả nhà ơi. 35 con. Quá trời luôn. Chuột bự không à. Hello, chào cả nhà nha. Bữa nay buổi tối em với cha Khang Bùi. Với Khang Bùi cả Hello cả nhà ơi. nhà, hôm nay Khang Bùi đã có mặt tiếp tục. Với chú Sáu trong trước rồi bữa nay mình đi xôi chuột. Thì là mình trải nghiệm mình test ngoài đồng luôn nha cả nhà. Có được là mình chiên mình nấu ngoài ruộng luôn. Nước lớn quá trời, lúc này là nước lên nó thành ra chuột nó gom mấy bờ cao nhiều lắm. Đây bây giờ đi mình có trang bị đồ đầy đủ nè cả nhà. Đây bếp ga đó, rồi xô nước sạch rổ, với đặc biệt thêm nữa là có xì gù đế. Sao dính không? Đẹp quá, chạy tới Khang, chạy tới Khang. Có trên bờ đó, trên bờ con của con cây đó. Đây là con đó Khang này. Đẹp quá, đẹp quá, đẹp. Để lắm. Con trên bờ, con trên bờ. Con cây đắt quá, bụi dính này, dính này, dính này. Dính này. Hay quá, tuyệt vời quá. Mình cũng xạ thủ nghe cả nhà. Cho xuống nước, cho xuống nước. Đừng có đâm nó cũng lắm. Thử thấp. Chạy 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 lên con nữa mất tiêu rồi. Nè chú Sáu gỡ chuột này giùm con đi. Con cho nó xuống đi Khang ơi. Bè lại đây làm sao? Dính không Khang? Dính không? Gỡ luôn đi con, gỡ luôn đi con. Thôi từ từ khoan. Đưa chĩa con. Nè nè. Khang, cái chĩa là con, chĩa là con. Nè Khang. Đưa chĩa cho Khang chạy ruột cắn luôn. Đâu rồi? Cái đẹp mày chĩa ra luôn đó. Nó nó ngồi cái giữa kìa. Nó nó. Chưa 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 con đằng này rồi. Lặn rồi, lặn rồi. Bước hụt giò. Bước hụt giò. Đúng rồi chĩa đó đi. Hả? Đúng rồi chĩa đi. Con ngay chuột lại của ai? Ủa cha mày đâm rồi, mày đâm luôn chuột của cha mày. Hai cho con mày đâm kỹ Khang. Nè Khang trả chĩa con là Khang ơi. Chặn bước hụt giò. Ồ dính chuột bên đây bự quá. Rồi bỏ đập rồi bỏ lên đi chú Sáu ơi. Tốt tiêu luôn rồi. Dính không? À Khang, Khang từ từ. Đâm một cái nó mệt xuống đây luôn rồi. Trời ơi cha Khang dính con nữa. Ê còn đây con, còn đây con nữa. Ê còn đây con bày vô khoan Khang. Con gỡ con đấy, con gỡ con đấy đi. Ai ai, trộn chuột bự quá. Quá trời chuột ở nhà. Dính không chú Sáu? Ờ hay quá, vậy là ba tên dính hết trơn rồi. Ông Hăng từ từ chú Sáu ơi. Ôi đâu 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 con đổ con. Dính đâu? Rước khớt Khang. Đây con lặn đây nữa nè. Đâu đâu anh Hăng chuột bự không? Ờ ôi cha Khang đâm chuột bự quá cả nhà ơi. Dính không dính không? Đâu 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 đâu. Đâu đâu. Trời ơi trời con chỉ đâu nữa, còn con chỉ đâu? Đây nè. Đâu? Con chỉ đâu? Ừ, rồi rồi. Ba con luôn. Ba con cha Khang Bùi đem dính con nữa. Ê, quá tuyệt vời. Đâu 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 đâu. Trời chuột kia rồi. Ôi chuột có cha Khang Bùi bự quá trời rồi. Rồi giờ thả vô gọng nè. Thả con này sống thả gọng đi anh hai ơi. Đâu 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 đâu, chuột bự lớn đâu? Ôi rồi quá khứ luôn. Ơi khúc này chuột nhiều mình giết kỹ kỹ ra, còn con nãy con kia nó lặn cái gì đó. Kéo vô chú Sáu kéo con vô. Trời ơi. Ôi ôi. Sao vậy? Trời ơi. Quá trời ham cả nhà ơi. Đó. Quốc thằng tăng một nhiêu đây rồi nè. Mới đập có chút xíu à. Rồi, để em đổi đèn cái. Dính rồi, em. Yeah. Trời ơi. Phạt đổ con. Ô, thành quả, Khang Bùi. Bỏ vô con. Ê, Khang ơi, chuột còn đây Khang ơi. Không, con chuột của ba Khang nha. Này nè, con ấy rồi con dí đi. Để con ba đạp lại về tới cho con nghe. Nó đó. Đâu trời. Đây, quá tuyệt vời. Trời ơi. Ê, để xong. Cho xỉu thôi, cho em xỉu được rồi. Rồi, quá im. Dính không chú Sáu? Trời trời, Khang Bùi làm gì Khang Bùi? Ừ. Trời đất ơi. Rồi, chiến tiếp. Con bước lên, con đứng đầu này đi Khang. Con đứng đầu này đi.
nổi vòng vòng đây. Đây nè, đây nè. Lần nữa chú xong. Chuột bự lắm, chuột bự lắm. Lần nữa rồi. Con này tới luôn đó, tới gốc cây luôn đó chú sao ơi. Chiến, 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 chạc không bụi. Ê, Vĩnh không? Vĩnh ơi, Vĩnh ơi. Ồ, ô, con chuột bành kì. Rồi, vô, 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 vô. Đi đâm chuột buổi tối vui lắm nghe cả nhà. Thắng nước lên á. Hôm nay nước lúc này á, là mưa nước cũng cao rồi. Thành ra mấy cái bờ cao gì nè. Là nó chuột nó gom ra đây nó ở. Ôi, ôi. Ê. Ê, cái nào bắt sống được con bắt hay không bồi? Đè nó xuống thì con bỏ vô bội đi. Hồi về mình chiến đó. Hồi về mình lột da mình chiên nước mắm liền. Trời ơi, nó cắn ngay gạo gạo liền. Đâm chuột dưới nước mà dính là dễ biết lắm nghe cả nhà. Nó cắn chỉa ngay gạo gạo đâu không bụi. Ý. Quá tuyệt vời. Rồi chiến tiếp, chiến tiếp. Thôi trời, con dặm gì đó mà nó ém lại chú sao. Dặm dữ luôn á. Dính không cha không bụi. Này chống vỏ tới luôn ta. À, con chấm tới đi không? Con bỏ đó, con chống vỏ đi. Hả? Đâu, 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 đâu. Đâu? Chết luôn rồi. Vô bà chiến lửa rồi cả nhà ơi. Rồi vô chiến lửa luôn. Ê chỗ nào đang có ba chánh đây? Châu trên ba cỏ nó quét nó dồn. Rồi 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 rồi. Đâm chết luôn hả, nghe cái hụm mà. Rồi tới thằng Bùi ơi, tới đi con. Nó nằm ngay chân bù cỏ chứ giữa đó anh ha. Thấy kỹ không thằng Bùi? Vừa lại đây cậu ba trưởng nó trưởng hay thằng Bùi? Chuột bành kỳ vậy. Quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ơi Vĩnh chơi. Trời ơi đâm nghe cái phụm mà sao không dính được. Trời ơi con chuột nó bự. Ê em vừa cầm máy mà em vừa đâm được con mấy con chuột nghe cả nhà. Hạ cánh luôn. Kỹ kỹ tay nghe con. Trời đất ơi, bò kế bên tôi giỡn mặt tôi hoài. Trời đâm cái gỡ không ra luôn. Ý, xỉu luôn rồi, xỉu luôn rồi. Cái hụm một cái rồi. Ôi, đâm đã tay nãy giờ ao ước đâm được con chuột bự. Rồi tới luôn, con xuống vỏ đây không bụi. Chỉ đâm chú Sáu. À, sao thấy cục lục bình không vậy, đâu ai? Đâu bự không? Rộng không, rộng không? Rộng không? Ê, con này sống rộng rồi chú Sáu ơi. Đưa qua cho Khang nè. Đưa Khang nó rộng đi cho sống cho ngon chú ơi. Trộn chuột quá trộn chuột rồi. Ý. Ừ. Kỹ nghe con. Ê, ê, ê. Rồi 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 rồi. Tới luôn tới luôn. Nó ém dữ lắm rồi. Vô khúc này là nó ém rồi. Sao chắc không bụi. Ê Khang, Khang. Dữ lắm hả? Khang ơi từ từ con ơi. Từ từ con. Trời con chuột quá trộn chuột Khang ơi. Đập luôn đi, đập lên ai, bỏ cái bội đằng kia rồi. Từ từ Khang ơi, con dí lên đi Khang. Con đừng làm quá nó lặn đó. Để cho cha có bắt con chuột này cái đi. Rồi đập đẩy lên đi đây. Rồi rồi, quá ngon luôn. Đẩy lên đi, đẩy lên đi. Phụm, phụm. Sao, sao. Anh hai ơi. Bự không chú Sáu? Ý, Vĩnh không? Tơ hả? Lớn nhỏ gì? Đồ này phá hại không rồi xử nó đi. Ờ trời chuột chịu tới gì chứ chuột bành ký kìa. Ờ chú Sáu ơi. Trời ơi con chuột. Ông đâu chuột bành ký nó chuột tơ khan. Đâu? Ờ trời con chuột bá lớn đó nó chuột tơ kìa. Chuột bằng cùng tay vậy. Không? Thôi thôi thảy bệnh luôn đi. Thảy qua thảy lại mất công lắm. Ừ nó ém mà. Coi kỹ nha chú Sáu ơi, khúc lục bình này chú Sáu. Vĩnh không? Ơi ơi trời nằm im gu à. Ê kỹ kỹ thằng ơi con. À chú Sáu dở lên con coi coi. Trời vậy là cũng ngon. Chọn chục bành kia tới gì. Ôi ơi. Trời ơi quá ngon rồi. Đi dạ tới đi. Nó nằm nó ém mà.
tại vì cái bờ này không có còn nó ngập hết trơn rồi, nó ém trên lục bình. Trời rồi 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 bự không thôi gỡ đi, đằng này cậu ba làm miếng lợi đấy, cậu ba mà ở đằng này đây. Rồi dính này chú Sáu ơi, dính này, dính này con đâm ngay chân mà sao mà học được. Trời trời, con chuột bạnh ký chú Sáu ơi, con đâm sao mà học trời. Phan 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 cha không bồ đâm dính rồi, để em gỡ cho. Cây anh cầm cái chỉ giùm em, anh cầm chỉ giùm em đi, anh cầm chỉ giùm em. Em biết rồi. Bóp cái đầu bóp nắm luôn sao gỡ ra được. Rồi anh hai rút chỉ đi. Nói rồi. Trời trời làm gì mà thôi. Em nắm mà vô cái đầu không có sát. Con đâu mà chừng nó chết à. Đâu 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 đâu. Ôi ôi. Ôi không bộ đâm chuột bự quá cả nhà. Phải đâm bên kia là anh dính lưng cái hình giống tiêu luôn rồi. Ôi con chuột. Chà bá luôn. Rồi gỡ đi con, gỡ đi. Nhắm mắt sống được không? Chỉ giờ con nó kêu à. Đâu? Đó. Ôi ôi. Con bự đây đâm được hai con rồi cả nhà. Đây một con, đó một con nữa. Con, em đâm dở quá. Còn con nữa, kéo đi con. Còn con. Thôi dí lại, dí lại, dí lại. Nè, cậu ba dầm tới nha. Dính không? Chạy lẹ quá. Dính không anh hai? Ồ im đâu. Ồ ồ con chuột chà bá luôn. Rồi anh hai gỡ luôn đi, anh hai gỡ luôn đi anh hai. Quá im. Nó lẹ quá à, khó bắt quá à. Em đang dậm tới cho thằng Bùi gìn ở trước nè cả nhà. Bữa nay em làm tức dữ rồi. Ê dính không Bùi? Không, ở nhà nó phóng như quá thì không có nhà. Hết mấy chuột không phóng. Lẹ quá con ơi, nó lẹ quá. Ô, không bùi dính chuột quá trời bạn ơi. Ô, không bùi. Làm phật trẻ. Bữa nay cậu ba không bùi làm tức giữ guồng cho không bùi đâm. Kỹ kỹ con ơi, bắt sống luôn con. Nãy thôi nó nạo cậu ba một cái cụm rồi. Rồi con chuột. Bùi cũng xà thủ lắm nghe cả nhà. Rồi để vô. Ê, cái lỗ đó kỹ kỹ khăn rồi để thôi nó chui ra công giả tràng à con. Chui không nổi. Rồi rồi rồi. Coi còn con nào ém con nào đây không nè. Quá tuyệt quá tuyệt quá tuyệt cha không bùi, quá tuyệt quá lợi hại. Ủa sao em thấy là nổi nó lặn đây mà nổi ra anh hay con nó còn nhỏ vậy hả? Ừ. Rồi hạ nó đi. Ê nhớ đừng rút chân sống như thứ nãy ruột nữa nha. Khăn bùi dí đẳng rồi, dí ra cậu ba guồng dài dài lại nghe khăn ơi. Quá khứ lục bình này hả? Đây thành quả của mấy anh em xôi chuột buổi tối nè cả nhà ơi. 35 con. Quá trời luôn. Chuột bự không à. Mưa tới luôn rồi Khang Bùi ơi. Xiết về xiết về. Hồi mình đợi hết mưa mình ra vỏ mình chiên luôn. Mằng chiên luôn. Chút xíu mằng hả chú Sáu? Ừ, chút mằng. Ai, quá tuyệt vời. Cha Khang Bùi thì đang bơi vỏ bên kia. Khang Bùi thì trống. Quá trời là bữa nay sôi trúng đậm luôn. Chuột chín rồi cả nhà ơi. Mời cả nhà nha. Chuột chiên. Hôm nay Sáu à, con mới không? Rồi anh hai. Anh hai con này đi. Anh hai nhà ăn chuột chiên nha. Bữa nay là tính đi mấy anh em là tính đi ra đồng luôn. Đã bắt xong rồi đem biết ra đồ theo trơn luôn, mà tại vì do lỗi kỹ thuật là ông trời cũng không cho phép. Mưa quá lớn mắc mưa, anh mấy anh em mắc mưa chống về tới nhà lạnh muốn chết luôn. Rồi mời cả nhà lên nha. Lên nha vô. Ngon quá. Có bụng. 2 giờ sáng rồi đó nha. Cái mùa nước nổi này á là vui lắm. Ra ruộng bắt chuột thì mấy anh em chế biến luôn ở trên chuồng luôn. Uống ly ly đi cho ấm chứ, mưa lạnh quá anh em mình uống như ngủ được à, nửa sĩ gì.
Để đi. Chú sáu với anh hai uống trước đi. Sang bùi lụm cũng được vòng vòng gần cả chục phòng dịch đó cả nhà. Tại vì tháng này là dịch nó lên mấy cái bờ mà cạn cạn đó, nó đẻ nó bị sốc. Còn hai vô đi. Được rồi. Vô. Đói rồi. Ủa, 9 chín hay là 10 chín? 9. 9 à. Cáo lụm được 5. Đói thì có những khúc mà không có quay cho cả nhà xem được là do là bốn người đi rồi anh em chặn đầu này đầu kia, chỗ nào mà gần thì em mới quay được, tại vì bắt chuột buổi tối là phải chia ra chặn mới bắt được, chứ còn dồn lại chỗ là không bắt được, nó chạy tùm lum hết trơn à. Thanh ra tay à, mùa chiên ngon quá, giòn. Cái này mà không mưa mình ra ruộng vô thanh này. Nay không mưa ra ruộng chơi lấy cái vỏ bự ra ngoài cái mình đốt đèn này luôn. Ừ. Anh chưa? Có em chưa? Đấy rồi đó. Bây giờ em tự uống đi. Em uống với cả nhà đi mà cả nhà nha. Ừ, ngon quá. Ấm quá. Là mình bắt mưa chắc chóng về giống có nửa tiếng là chưa xong. Có nửa tiếng. Phải cái máy mà đem ra quay qua chạy về máu rồi. À, bữa nay có cố tình lấy cái vỏ bự theo rồi giữa ruộng mình chiên chuột luôn mà không lấy tay quay heo, không lấy tay quay rồi mắc mưa chống không kịp, gặp trời mưa phải chống tay cũng kịp nữa. Dạ. Như là nó phải chờ mình chiên rồi chắc được 3-4 quận rồi đúng đúng giờ đi rồi ấm ấm ngủ dễ ngủ. 2 giờ sáng rồi, giờ này mình còn ăn thú hí ở đây nè. Mình chui nước nổi thì chơi được mấy ngày à, tranh thủ lúc nước nổi tới ngày. Chú này săn mồi ưa lắm. Ngon quá. Clip kinh hậu giao về tôi tới đây em cũng xin kết thúc. Là cả nhà cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ kênh, cả nhà nhớ cho chúng em like nha. Hẹn gặp lại cả nhà clip tiếp theo. Bye bye cả nhà nha. Bye bye cả nhà.